Thưa quý vị, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2023 sẽ chính thức diễn ra vào ngày mai, ngày 28 tháng 6. Bên cạnh chuẩn bị tốt mọi mặt để phục vụ cho kỳ thi, việc tạo điều kiện thuận lợi nhất cho tất cả mọi thí sinh cũng là vấn đề được ngành giáo dục và đào tạo thành phố Đà Nẵng quan tâm. Những ngày cuối cùng trước kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2023 diễn ra, học sinh là người đồng bào dân tộc thiểu số thuộc huyện Hòa Vang được tăng cường công tác ôn tập tại nhà. Học sinh tự lập thành nhóm nhỏ để cùng nhau ôn tập dưới sự hướng dẫn của giáo viên qua các phần mềm, ứng dụng trực tuyến. Cũng nhiều lúc mình cũng có thể đến nhà các bạn có điều kiện tốt hơn, mình học nhóm với các bạn, mình trao đổi và thầy cô trường cũng tạo điều kiện, cũng gửi bài cho các tụi em để tụi em làm, để tụi em ôn thi kiến thức để chuẩn bị cho thi tốt nghiệp. Tụi em tập ôn ngày đêm với lại học bên học online á, các cái thầy cô dạy online cái tụi em vô nó tụi em học. Tại kỳ thi này, thành phố Đà Nẵng có 63 em là học sinh khuyết tật lớp 12. Trong số này có 24 em đăng ký dự thi để lấy kết quả xét tuyển sinh đại học. Sở Giáo dục Đào tạo đã hướng dẫn các trường tìm hiểu nhu cầu của các em để có hình thức hỗ trợ phù hợp. Với số học sinh người dân tộc đang học tại trường Trung học phổ thông Phạm Phú Thứ, các em sẽ được nhà trường cử giáo viên chăm sóc ăn uống, chỗ nghỉ ngơi trong các ngày thi. Công tác phối hợp với các sở ban ngành đảm bảo an toàn giao thông, điện lực, phòng chống cháy nổ, an toàn thực phẩm cũng được triển khai từ sớm. Thì Sở Giáo dục Đào tạo đã phối hợp với Công an thành phố, Sở Giao thông Vận tải để có kế hoạch có một số phương tiện trên một số tuyến đường trong những ngày diễn ra kỳ thi. Chúng tôi cũng phối hợp rất tốt đối với Công an thành phố trong việc đảm bảo an ninh an toàn trật tự tại điểm biên sao, các điểm thi cũng như là công tác chuẩn bị cho việc chấm thi. Đồng thời cũng sự phối hợp với Sở Y tế để chuẩn bị một số điều kiện trong một số các tình huống phát sinh nếu có. Tại buổi kiểm tra mới đây của Ban chỉ đạo cấp quốc gia kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 tại Đà Nẵng, lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đánh giá cao công tác chuẩn bị thi của thành phố Đà Nẵng, đồng thời nhấn mạnh cần rà soát kỹ mọi khâu, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho tất cả mọi thí sinh. Chúng tôi cũng thấy rằng tinh thần chung thì đều được anh em rất là chủ động, thế và cũng có cái sự bố trí sắp xếp các cái điểm thi cũng khá phù hợp. Thế và thực sự mà nói, những điều cần nhấn mạnh và nhắc nhở ở các cái điểm thi đó là cũng rất là mong các điểm thi tổ chức một kỳ thi thực sự đảm bảo an ninh an toàn, một cái kỳ thi thực sự nghiêm túc, công tâm khách quan và sao cho các cái thí sinh đến dự thi tham gia kỳ thi thực sự là hồ hởi và đạt cái hiệu quả cao nhất. Trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia năm nay, thành phố Đà Nẵng có hơn 13.000 thí sinh đăng ký dự thi. Có thể nói đến thời điểm này, công tác chuẩn bị đã hoàn tất, sẵn sàng cho kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc.